mến thương, từ muôn phương đoàn con đến hành hương. Về ta bao có mẹ hiền linh, mẹ Maria rộng mở ân tình, cho nhiều tâm hồn được sống vui an bình. Dâng lên mẹ lời kính tiếng ca, ôi danh mẹ người sáng khắp gần xa. Trong lên mẹ đoàn con khấn xin, dù nguy nan được giữ vững niềm tin. Đời trần gian yêu phiền đắng cay, ngàn muôn trông gai ngậm lối răng đầy, vững lòng trong cậy mẹ giúp con tháng ngày. Dâng lên mẹ lời kính tiếng ca, ôi danh mẹ người sáng khắp gần xa. Muôn ơn lạnh mẹ ban chứa chan, vì yêu thương mẹ cứu giúp vui an. Một lòng tin yêu mẹ thiết tha, đoàn con dâng lên ngàn khúc ca hòa, xin tạ ơn mẹ lòng xót thương bao la. Dâng lên mẹ lời kính tiếng ca, ôi danh mẹ người sáng khắp gần xa. Muôn ơn lành mẹ ban chứa chan, vì yêu thương mẹ cứu giúp vui an. Một lòng tin yêu mẹ thiết tha, đoàn con dâng lên ngàn khúc ca hòa, xin tạ ơn mẹ lòng xót thương bao la. Dâng lên mẹ lời kính tiếng ca, ôi danh mẹ người sáng khắp gần xa. Dâng lên mẹ lời kính tiếng ca, ôi danh mẹ người sáng khắp gần xa. Dâng lên mẹ lời kính tiếng ca, ôi danh mẹ người sáng khắp gần xa. Chỉ một người ở trong khung cảnh như vậy, thì đồng thời cũng có một người viết sắc bé thiên liêng đâm không hoa cảnh thiên liêng. Sự vui thứ bốn thì ngắm Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Tái xin cho đường vâng lời chịu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót. Thank you.
đêm nay tan phai mùa đông, anh vang sự dỗi reo mừng hoa trái đau thương lừng lưu ban ơn cho con biết tìm con trong xa biết tìm bạn cho quý đàn biết có xuất trên đông tàn.
chị em và cùng cha. Trong niềm bình an của Chúa Kitô, xin được hợp với quý cha đồng đế Catherine Victor Giuse đặng đức nhân giám mục giáo phận Cao Bằng Lạng Sơn gửi đến quý tu sĩ cùng toàn thể các bạn chị em quý khách hành hương lời chào mừng rất đặc biệt trong ngày hành hương hôm nay. Chắc là cộng đoàn cũng kịp ghi nhận thánh lễ hành hương ngày 13 tháng Giêng năm 2015 hôm nay có những nét đặc biệt. Không biết là cộng đoàn có thấy đặc biệt ở chỗ nào không cơ ạ? Có. Đặc biệt thứ nhất là hôm nay đi ngang qua thấy ai cũng ở trên 140 linh mục cử hành thánh lễ hôm nay. Các ngài là những linh mục từ giáo phận Phan Thiết và một số quý linh mục ban tham gia hành hương hàng tháng, nhất là quý cha Dầm Châu Thủy đã phục vụ cử hành bi tích hòa giải tại trung tâm thánh mẫu này. Các ngài đang trải qua một tuần tĩnh tâm hàng năm dưới sự hướng dẫn của đức cha Giuse Lạc Sơn đây. Hôm nay đến đây cũng dâng cuộc sống của mình, nhất là tuần tĩnh tâm cho đức trinh nữ Maria tại Tà Phao. Xin đức mẹ cũng truyền cầu và chúc lành cho các ngài. Vì vậy chúng ta cũng một tín hiệu vui mừng nữa chào các linh mục hiện diện hôm nay. Và rồi nét đặc biệt thứ ba chắc cận đoàn cũng đã thấy, đó là ngày hành hương khai niên. Nếu như tháng 12 chúng ta đến đây trái tim căng tràn sinh. Điều chúng ta cần cảm nhận là chúng ta đã làm gì
đã sống ra sao trong ơn gọi yêu yếu của mình để giúp cho mình và giúp cho đời. Cùng bước vào những ngày đầu năm mới dương lịch và hướng tới Tết âm lịch Ất Mùi 2015, có lẽ ai trong chúng ta cũng ước mong mọi sự tốt đẹp hơn với phúc lành của Chúa. Đức Trinh Nữ Maria là mẹ Thiên Chúa. Trước hết, chúng ta cùng nhìn lại lịch sử tước hiệu Đức Trinh Nữ Maria là mẹ Thiên Chúa. Vào đầu thế kỷ thứ 5, một cuộc xung đột lớn lao đã xảy ra trong xã hội xoay quanh việc ngôi hai nhập thể. Thế nên, vào năm 431, Hội Thánh đã triệu tập công đồng Ê-phê-sô dưới sự chủ tọa của Thánh Cyrilô. Các vị phụ công đồng đã tuyên bố cách chức giáo chủ Nestorio và đánh đổ lạc thuyết của ông chống lại tước hiệu mẹ Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Maria. Bởi vì theo Nestorio, chỉ nên gọi mẹ Maria là mẹ của Đức Giêsu Kitô chứ không được gọi là mẹ Thiên Chúa. Công đồng Ê-phê-sô đã định tín mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa vì thực sự mẹ đã sinh ra con Thiên Chúa làm người. Bắt đầu từ công đồng Ê-phê-sô, tước hiệu Maria mẹ Thiên Chúa đã trở thành tước hiệu chính thức của Đức Trinh Nữ Maria. Đây là tước hiệu trội vượt trên mọi tước hiệu mà giáo hội đã ca tụng tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã viết khi thiết lập thánh lễ kính trọng thể lễ Maria là mẹ Thiên Chúa vào năm 1931 nhân dịp kỷ niệm 1500 năm công đồng Ê-phê-sô. Tín điều mẹ Thiên Chúa là một nguồn nước màu nhiệm vô tận đã tuôn ra mọi đặc ân cho Đức Mẹ và nâng người lên một địa vị cao sang tuyệt vời bên Thiên Chúa. Bởi vâng phục Thiên Chúa, Đức Mẹ đã chấp nhận sứ mạng được Thiên Chúa trao phó cho mẹ một cách quảng đại và mong mắn. Khi mẹ thưa với thiên thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói", chính là lời đáp trả của đức tin, một đức tin đầy lòng tin tưởng và khiêm hạ. Với đức tin toàn vẹn, mẹ Maria nhận thấy công cuộc tạo dựng kỳ diệu đang xảy ra nơi việc nhập thể của ngôi lời hằng hữu. Đó là sự tạo dựng của trời mới đất mới, sự tạo dựng kỳ diệu hơn sự tạo dựng vũ trụ hữu hình thuở ban đầu. Đức mẹ Maria đã kêu mang trong lòng ngôi lời là con một Thiên Chúa Cha để đưa Ngài vào thế gian, khởi đầu cho công cuộc cứu độ nhân loại. Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của giáo hội. Công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế Lumen Gentium sau khi tuyên bố Đức Maria là thành viên trội vượt, là kiểu mẫu và gương sáng của giáo hội, công đồng đã dạy: "Giáo hội Công giáo được Chúa Thánh Thần chỉ dạy dâng lên người tình con thảo như đối với một người mẹ rất dẫn Maria về nhà mình để mẹ dạy bảo, ủi an, nâng đỡ và giúp ông kiên trì thực thi sứ vụ trước những thử thách khó khăn. Ông đưa Đức Maria về nhà mình để ông thay Chúa Giêsu thể hiện bổn phận hiếu thảo, yêu mến, vâng phục, bàn hỏi và bắt chước gương sống của mẹ. Nhờ đó mỗi ngày ông trở nên giống Chúa Giêsu hơn." Noi gương Thánh Gioan Công Đồ, người linh mục cũng phải đưa Đức Maria vào cuộc đời mình để nhờ mẹ hướng dẫn chúng ta có thể trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu và cố trở nên Antichristus, Chúa Kitô khác, để tiếp tục công trình cứu độ trần gian của Ngài. Để kết thúc bài suy niệm, tôi xin kể một câu chuyện đơn sơ nhưng nhiều ý nghĩa. Một chú bé nghèo khổ, quần áo tả tơi, không biết chữ O tròn hay méo, lê với chân gầy đi đến một khu phố nghèo nàn ở La Paris, nước mắt ràn rụa chảy xuống trên nó. Đàn ông ai là khóc. Ông đứng lên và dường như ông đang nói với người vô hình: "Bà mẹ đáng thương ơi, bà hãy vui lên. Các bà tôi có nhào cười, tôi cũng mặc. Bà ở đâu, tôi muốn đi thăm và dẫn đứa bé này về.
thiên thần bé nhỏ đáng thương này, nó sẽ không bao giờ lìa xa tôi nữa. Bởi vì lá thư gửi tới Đức Mẹ tuy không được viết kiêng đã có hai kết quả, là cho cháu bé một người cha và cho tôi một tấm lòng với niềm tin mến và tình thương yêu của Đức Mẹ Maria. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, câu chuyện cảm động này giúp chúng ta không biết người đưa thư nào đã mang những loại thư chưa viết này, những lá thư đã tấu tới trời, đến ngay quả Đức Trinh Nữ Maria, để đã có kết quả thật cảm động như chúng ta vừa nghe. Mọi người để thực thi bác ái như cụ già Buin đối với bất cứ doan nào chúng ta gặp trên đời còn đầy khó khăn thử thách này. Với ơn gọi và sứ mạng của linh mục Chúa Giêsu Kitô và của các Kitô hữu, chúng ta hãy hăng hái ra đi làm chứng về tình yêu thương của Thiên Chúa. Hãy đem tin mừng đến cho những người nghèo khổ, đem niềm hy vọng đến cho những người thất vọng, đem niềm tin đến cho những người chưa tin, đem niềm vui đến cho những người sầu khổ, đem tình yêu đến cho những người bị loại trừ, đem sự hòa giải đến cho những người bị mặc cảm, đem sự kính trọng đến cho những người bị khinh khi, đem ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người. Nguyện xin Mẹ lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con một người mẹ tuyệt hảo về mọi phương diện. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa nhậm lời chúng con nài van, mà ban cho chúng con luôn biết sống đẹp lòng Chúa, hòa thuận yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tâm thân tinh hoa từ đông lúa ngã thương từ mầu, cùng dâng lên Cha rửa thân, thân tinh hiền tôn nhỏ chim dài trong. Toàn hội thánh trong Đức Mẹ
cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Giáo, Đức Giám Mục Giuse Giáo Phận Phan Thiết chúng con và Đức Giám Mục Giuse Giáo Phận Cao Bằng. Xin cho yến tiệc này giúp chúng con đủ sức đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin kính mời cộng đoàn an tọa. Trước hết, chúng con được xin được thay mặt cho tất cả quý khách hành hương hôm nay, xin cảm ơn Đức Cha Giuse, Giáo phận Lạng Sơn đã chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn trong thánh lễ hành hương sáng nay. Xin cộng đoàn biểu lộ sự cảm ơn bằng tràng pháo tay. Và cũng xin cảm ơn ca đoàn Mai Tâm thuộc Tổng Giáo phận về chống lại tất cả mọi bệnh tật và mưu kế quân thù. Lạy Chúa, xin nhờ lượng từ bi Chúa ban cho nước hằng sống luôn luôn phát sinh nhân cứu độ cho chúng con, để chúng con có thể tiến đến gần Chúa với tâm hồn trong sạch và thoát khỏi mọi nguy hiểm xác hồn.
Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tiếp theo là lời nguyện làm phép ảnh tượng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không chê bác việc ta để suy niệm các hành vi và để sống thánh thiện của các đấng mà ban chương. Chúng con này xin Chúa làm phép và thanh hoa cho các ảnh tượng này để tôn kinh và tưởng niệm đến con một Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, đến Đức Trinh Nữ Maria mẹ Đức Giêsu Kitô, đến các thánh. Xin Chúa đoái thương để những ai siêng năng tôn sùng cung kính con một Chúa, Đức Mẹ và các thánh chưa các ảnh. Trên môi xin dâng lên mẹ tràng hoa mân côi, xin dâng lên mẹ ngàn hoa xinh tươi, xin dâng lên mẹ khúc ca tuyệt vời. Mẹ Tà Bao ơi xin hãy ủi an, mẹ Tà Bao ơi ban xuống muôn ơn. Xin dâng lên mẹ này bao em thơ, xin dâng lên mẹ đời ai bơ vơ, xin dâng lên mẹ tuổi xuân xanh mơ, xin dâng lên mẹ lắng lo tuổi già. Mẹ Tà Bao ơi xin hãy ủi an, mẹ Tà Bao ơi ban xuống muôn ơn. Xin dâng lên mẹ thời gian trôi qua, xin dâng lên mẹ đời ai chia xa, xin dâng lên mẹ lời ai điêu ngoa, xin dâng lên mẹ trái tim thật thà. Mẹ Tà Bao ơi xin hãy ủi an, mẹ Tà Bao ơi ban xuống muôn ơn. Xin dâng lên mẹ đời con tương lai, xin dâng lên mẹ đường đi trong gai, xin dâng lên mẹ tình ai chia đôi, xin dâng lên mẹ đắng cay ngọt bùi. Mẹ Tà Bao ơi xin hãy ủi an, mẹ Tà Bao ơi ban xuống muôn ơn. Xin dâng lên mẹ cuộc đời bon chen, xin dâng lên mẹ lầm lỡ bao phen,
xin dâng lên mẹ tình yêu xe duyên, xin dâng lên mẹ những ai tật nguyền. Mẹ Tà Báo ơi xin hãy uy an, mẹ Tà Báo ơi ban xuống muôn ơn. Xin dâng lên mẹ người người muôn phương, xin dâng lên mẹ đời ai cô đơn, xin dâng lên mẹ giàu sang vinh quang, xin dâng lên mẹ những ai cơ hàn. Mẹ Tà Báo ơi xin hãy uy an, mẹ Tà Báo ơi ban xuống muôn ơn. Xin dâng lên mẹ địa phận yêu thương, xin dâng lên mẹ đoàn con tha hương, xin dâng lên mẹ ngàn muôn lo toan, xin dâng lên mẹ mến yêu nồng nàn. Mẹ Tà Báo ơi xin hãy uy an, mẹ Tà Báo ơi ban xuống muôn ơn. Xin dâng lên mẹ ngày đầu một năm, xin dâng lên mẹ ngày tháng xa xăm, xin dâng lên mẹ người thân yêu con, xin dâng lên mẹ nhớ thương ngập tràn. Mẹ Tà Báo ơi xin hãy uy an, mẹ Tà Báo ơi ban xuống muôn ơn. Mẹ Tà Báo ơi xin hãy uy an, mẹ Tà Báo ơi ban. Ave Maria, tung hô mẹ là mẹ Chúa cứu thế, mẹ tình yêu. Xin mẹ gìn giữ giáo phận chúng con luôn bình yên trong tay mẹ, và cho muôn lòng chọn niềm kính mến Chúa, yêu mẹ ngày đêm. Mẹ Tà Báo, mẹ lắng nghe tiếng con kêu đời phù vân lắm gian nan, mong mẹ hằng ủi an. Mẹ ơi xin giữ gìn một từ chúng con luôn bình yên trong tay mẹ hiền, để ngài chăn dắt bao đoàn chiên. Mẹ Tà Báo, Ave Maria, mẹ dịu êm, tung hô mẹ là mẹ Chúa cứu thế, mẹ tình yêu. Mẹ Tà Báo xin cho giáo phận chúng con bình yên, cho muôn lòng chọn niềm kính mến Chúa, yêu mẹ ngày đêm. Mẹ Tà Báo, mẹ giữ đầy phúng ân thiên liêng, nguyện mẹ thương đấng nâng cho linh mục được khiên trinh, thành tâm dâng hiến đời phục vụ thế nhân, loan truyền tin vui con mẹ hiền, trung thành theo Chúa, yêu mẹ liền. Mẹ Tà Báo, Ave Maria, mẹ dịu mẹ Chúa cứu thế, mẹ tình yêu. Mẹ Tà Báo xin cho giáo phận chúng con bình yên, cho muôn lòng trọn niềm kính mến Chúa, yêu mẹ ngày đêm. Cho muôn lòng trọn niềm kính mến Chúa.